Quý vị thân mến, đậu xanh là một loại hạt đã quá quen thuộc với người Việt Nam. Nó xuất hiện ở rất nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau. Bên cạnh đó, người ta cũng biết đến đậu xanh như một loại thực phẩm giúp phòng chống các căn bệnh nguy hiểm và làm đẹp vô cùng hiệu quả. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị những thông tin cơ bản nhất về hạt đậu xanh cũng như 10 công dụng thần kỳ đối với sức khỏe con người. Trong dân gian, hạt đậu xanh còn có rất nhiều những tên gọi khác nhau như đậu chè, đậu tằm hoặc lục đậu. Cây đậu xanh thường được trồng khá nhiều ở miền Bắc. Cây thân thảo với chiều dài khoảng 30cm cho đến 50cm. Loại cây này thường cho ra hoa sau khoảng 60 đến 70 ngày. Hạt của nó có vị ngọt, tính mát nên có thể dùng để nấu chè, làm bánh hoặc chế biến món ăn đều vô cùng phù hợp. Ngoài ra, người ta cũng có thường sử dụng hạt đậu xanh để làm giá đỗ. Nói về những loại hạt tốt cho sức khỏe thì đậu xanh luôn được đứng đầu. Loại hạt này có khả năng thanh nhiệt, giải độc, điều hòa cơ thể hiệu quả, cung cấp hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết như chất béo, calo, chất xơ, vitamin, magie, sắt, kali và một số loại axit amin thiết yếu. Chính vì thế, khi sử dụng hạt đậu xanh thường xuyên, cơ thể sẽ được cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ, từ đó có một cuộc sống khỏe mạnh. Thứ nhất là cháo đậu xanh, nó như một bài thuốc thần kỳ. Chúng ta chuẩn bị khoảng 100g đậu xanh, 50g gạo tẻ và 50g bột sắn dây. Đậu xanh và gạo cho vào nồi nấu nhừ. Bột sắn dây hòa tan với nước, sau đó cho vào, khuấy thật đều tay để không bị cháy khét. Sau khoảng 5 phút là được. Thứ hai là ngăn ngừa bệnh mãn tính, bệnh ung thư. Đối với những người mắc phải chứng bệnh mãn tính, các bác sĩ thường khuyên nên kết hợp sử dụng đậu xanh vào các món ăn thường xuyên. Trong đậu xanh có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, nó có khả năng ức chế quá trình phát triển của những tế bào ung thư ở phổi và dạ dày. Tiếp theo là giảm nguy cơ bị sốc nhiệt. Vào mùa hè thì nhiều người thông thường lựa chọn đậu xanh để nấu chè. Món ăn này không chỉ ngon miệng, thanh mát mà còn có tác dụng giúp cho cơ thể chống lại được biểu hiện sốc nhiệt khi hoạt động quá sức hoặc gặp thời tiết nắng nóng. Bên cạnh việc sử dụng chè đậu xanh, bạn cũng cần phải uống nước đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Tiếp theo là bài thuốc cháo đậu xanh lá sen. Nguyên liệu sử dụng là 100g đậu xanh có vỏ, một lá sen tươi và 100g gạo tẻ. Cho gạo và đậu xanh vào nấu nhừ. Khi đã chín thì cho lá sen vào, nấu tiếp cho nhừ. Cháo lá sen đậu xanh có thể sử dụng ngày 2 lần thay cho bữa sáng và tối. Tiếp theo là ngăn ngừa những bệnh về tim mạch. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu xanh có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu xuống mức thấp nhất. Vì thế, nếu sử dụng đậu xanh thường xuyên sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Bên cạnh việc sử dụng đậu xanh, bạn cũng có thể lựa chọn kết hợp với một số loại hạt khác để mang đến hiệu quả tốt nhất. Và đậu xanh cũng giúp giảm huyết áp. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người mắc phải căn bệnh huyết áp cao. Đây là một trong số những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim, co giật, thậm chí là tử vong. Với hàm lượng kali, chất xơ và magie khá cao, hạt đậu xanh có khả năng làm giảm huyết áp hiệu quả, giúp cơ thể trở về trạng thái cân bằng ổn định. Và đậu xanh cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chất xơ có chứa trong đậu xanh chính là một công cụ giúp tăng tốc quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể. Điều này sẽ giúp cho cơ thể của bạn hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn, đặc biệt là hạn chế một cách tối đa những căn bệnh có liên quan đến đường tiêu hóa và ngăn chặn các chứng bệnh về hệ tiêu hóa.
Tiếp theo là giảm đường huyết. Lượng đường huyết có trong cơ thể tăng cao đồng nghĩa với việc bạn đang mắc phải nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. Nếu không kiểm soát lượng đường này, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó có thể điều trị dứt điểm. Hàm lượng có trong đậu xanh giúp nhanh chóng làm giảm lượng đường huyết, đồng thời thúc đẩy các insulin hoạt động một cách hiệu quả nhất có thể. Không thể phủ nhận rằng công dụng giảm cân, làm đẹp vóc dáng. Bạn có thể sử dụng đậu xanh mỗi ngày để vừa cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ, lại vừa chống đói hiệu quả. Bạn sẽ không còn cảm giác khó chịu, thèm ăn. Từ đó giúp bạn có được một vóc dáng hoàn hảo với cân nặng như ý. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu thường xuyên bị stress, căng thẳng, cơ thể thường xuyên thiếu sắt, protein và chất xơ. Chính vì thế, đậu xanh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để bù đắp các chất dinh dưỡng bị thiếu. Một lưu ý mà mẹ bầu cần quan tâm đó là chỉ nên ăn những món được nấu từ hạt đậu, không nên sử dụng giá đỗ để tránh những căn bệnh viêm nhiễm nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé. Và đậu xanh là một loại hạt có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giảm sưng tấy rất tốt. Chính vì thế, người bị bệnh gút rất cần sử dụng loại hạt này. Cách tốt nhất là nên sử dụng đậu xanh nguyên vỏ, nấu nhừ, ăn thay cơm vào mỗi buổi sáng. Điều này giúp cho các khớp bị sưng tấy sớm bình phục, giảm đau hiệu quả. Và một số trường hợp không nên sử dụng. Người có thân nhiệt tính hàn, người có cơ địa hay bị lạnh tay chân, đau nhức cơ thể, nếu cố tình ăn sẽ khiến cơ thể bị nặng thêm. Đặc biệt nếu bạn bị mắc bệnh đi ngoài, ăn nhiều đậu xanh sẽ làm mất thêm nhiều nước, hệ thống tiêu hóa yếu dần. Không phù hợp cho trẻ em và người cao tuổi. Do hàm lượng chất dinh dưỡng quá nhiều khiến cơ thể khó mà tiêu hóa hết được, cảm giác đầy bụng khó chịu chắc chắn sẽ xuất hiện thường xuyên nếu tiếp tục sử dụng. Và không sử dụng đậu xanh thay cho bữa ăn thường ngày. Các bác sĩ khuyên rằng không nên sử dụng nó khi đói để tránh gây tổn thương cho dạ dày. Và các bệnh nhân đang sử dụng thuốc đông y thì cũng không nên ăn đậu xanh. Nó có thể làm tiêu tan hết những tác dụng mà thuốc đông y sở hữu do tính hàn. Và bà bầu cũng nên lưu ý không nên ăn giá đỗ, sẽ không tốt cho sức khỏe mẹ và bé. Quý vị thân mến, không cần thiết ăn đậu xanh hàng ngày và lạm dụng sẽ không tốt cho sức khỏe. Mỗi tuần bạn chỉ nên sử dụng đậu xanh khoảng 2 đến 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.